Con lớn nha. Lên. Lên lên lên. Lên lên lên. 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 Lên lên lên. 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 Men men Men. Để anh nhả lên nó đi theo là mấy đứa ngủ quái tè nhá, khi nào nó đi thôi anh. Men. Nó có thể anh nó đúng không? Men. Đây các bạn, đây các bạn thấy không, thấy bàn gà của mình chưa? Đó là con gà này là xuất thân là một con gà bị tật từ nhỏ, bị xé cán từ nhỏ, xong rồi cái sống lưng này đây đó, các bạn thấy không, cái sống lưng này nó bị gãy. Sau một thời gian mình điều trị đó, sau một thời gian mình điều trị thì
mình điều trị thì chú gà lại đứng đứng thẳng lên chứ không không phải như những chú gà bình thường. Là bây giờ chú đã lớn rồi, là bây giờ là trên mạng xã hội đó đang hot cái dù đeo vàng, cho nên mình cũng phải sắm cho cậu một sợi dây chuyền để cậu đeo đi cua gái, cậu đeo cậu đi cua gái chứ cậu xấu trai quá. Đó, thấy không, con gà này thích gà ngứa, cậu cà phê, cậu gà đeo dây chuyền vô cái là cậu cà phê liền. Phê thế không? Phê ngủ ngoan con. Đó, cậu cả đứng ngon ngoan chưa? Lấy cái mày giống cho anh thầy cái thể đứng. Đó, phê chưa? Phê đi, phê. Cậu cả phê chưa? Cậu cả phê nha. Cậu cả này rất là khoái nâng niu nha. Đứng lên con. Đó. Chào bà con đi. Con cả chào bà con đi. Đó, đeo sợi dây chuyền to chưa? Câu cãi vậy mới là dân chơi chứ. Mọi người nhớ vào đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh Quốc Mập làm mà vui nha.